Hello, mình vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ hè. Giai đoạn tháng 7, đầu tháng 8 vừa rồi, mình đã siêu stress nên thi xong là mình lên xe, ra ga, đi về nhà luôn. Hải Dương đón mình bằng một cơn mưa. Thành phố nhỏ này thật sự luôn biết cách khiến mình nhẹ lòng. Lâu lắm rồi mình không có cảm giác được bố mẹ đợi cơm. Hôm nay về nhà có cơm canh thịt nóng hổi, có bố chờ các con về rồi ăn, có mẹ và em trai mừng rỡ đón mình vào nhà. Tự nhiên thấy quý giá khoảnh khắc ấy vô cùng. Chị bóng để quay lại khoảnh khắc chị bóng bị thua. Chị đi ra cứu chị bóng, chị đi. Đây á? Đúng xong nữa ở chiếu. Con ngựa này có chiếu được đâu. Nhưng mà con ngựa ở đây chiếu. Chiếu kiểu gì? Chiếu tướng. Như thế nào? Là như nào? Đây này. 1, 2, 3. Nhưng mà tầng này ở đây con ngựa đang nhảy qua mà. Thì vừa chị đâu? Có sao không? Đang bị chiếu. Đang bị chiếu. Dạ. Để phải chạy. Dạ. Chị Bi ơi, chị bóng sắp chết rồi này. Chị ở đây được không? À, y chứ. Không, con này bắt. Chị đây. Được mới đúng không? Chiu. Chiu. Thôi, đi đi. Chị chưa đi được con chéo đấy bao giờ ấy. Mà mẹ đã ăn rồi. Còn một con rồi. Nhưng nó bị che hết rồi. Thì chị bóng phải đi. Ví dụ đi con này hoặc đi con này. Đây, chị đi con này đây. Mà... À không. Từ từ nhá. Đâu nhỉ? Đây à? Con chéo đấy đây à? Vâng. Tiếng của mẹ. Mình đi phơi quần áo với mẹ. Đây là một trong những hoạt động mình thích nhất mỗi buổi tối. Được lên tầng 4, mở cửa sổ ra hít thở không khí mát lành. Ngước đầu lên là một bầu trời đen rộng lớn. Bên cạnh mình là những người thân yêu. Dù phải leo 4 tầng cũng không còn thấy mệt. Phơi quần áo xong là đến giờ đi ngủ. Mỗi lần về nhà mình lại đòi ngủ cùng mẹ. Thế nên sẽ có câu hỏi. Chị mẹ ngủ phòng con hay phòng kia? Có nhiều loại đất thì phân chọn cho mẹ một loại cà phê. Mình đã luôn mong đến lúc được ngồi thong thả đọc sách, nói chuyện cùng mẹ, nghe được cả tiếng lá xào xạc và tiếng chim líu lo. Thực sự, buổi sáng chủ nhật hôm ấy là một giấc mơ. Thank you.
Ngồi cà phê đến trưa thì mấy mẹ con về nhà nấu cơm trưa. Mẹ là bếp trưởng, mình chỉ lăng xăng phụ việc linh tinh. Đây cũng là một trong những hoạt động mình rất thích khi ở nhà. Mình thích cảm giác được ở cạnh mẹ, xem mẹ làm món này món kia. Mặc dù không giúp đỡ được nhiều, nhưng được ở cạnh nhau, mình biết cả mình và mẹ đều vui. Buổi chiều mẹ nấu cháo cá, mình lại le ve chạy xuống xem mẹ làm. Tối hôm ấy, mình và bố mẹ đi bộ. Mình sợ là sẽ phải lâu lâu nữa mới có nhiều thời gian rảnh rỗi với bố mẹ thế này, nên mình muốn tận dụng hết. Lần này, mình về nhà sau nhiều tháng chưa về vì đủ các thể loại lý do. Khi về, mình thực sự thấy bản thân được giải thoát khỏi sự bí bách trong tâm trí suốt mấy tháng qua. Mình thực sự thấy vô lo vô nghĩ. Càng đi xa, mình càng thấy gia đình chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Mình đã từng tự tin là mình đi học mà chẳng nhớ nhà, mình đi chơi mà chẳng cần bố mẹ. Nhưng hóa ra là mình vẫn luôn cần, vẫn luôn nhớ nhiều và thường trực đến mức mình còn không nhận ra. Nếu cũng lâu rồi cậu chưa về nhà thì về đi nhé. Gia đình nhớ cậu lắm.